Đời người chỉ vỏn vẹn 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Cho nên hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước, quá khứ đã không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua, con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì bạn lạm lại ở đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hỏi, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ, ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Định hướng cho ngày mai. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay từ bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Dù đường đời hay đường đạo đều giống nhau ở chỗ, sống là phải chuyển mình vươn lên. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng, không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn đẹp vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời.